Rồi em xin chào tất cả anh em nha anh em. Buổi chiều mới vệ sinh xong. Có đồ của nay cũng về được mấy món thì em vệ sinh xong thì cái nào em sẽ đăng lên cái đó cho anh em coi. Đây. Bữa nay em có được 5 cái cù dĩa quay thái 110 hàng zin theo xe, 99 có, 2000 có, trong đây chỉ có 99 2000 thôi anh em. Đó. Thì á em nói với anh em á, cù dĩa quay 110. Dù 99 hay 2000. Đó, dù 99 hay 2000 ngang, nhưng mà quy cho cùng đi chăng nữa là về cái mặt hình thức, nếu mà mình không coi cục con này, nếu mình không coi đắt nó dưới này, đây nè cái cùi dĩa để anh em phân biệt 99 2000 thì đóng đắt dưới này nè. Cùi dĩa em vệ sinh sạch sẽ hết trơn rồi. Nè anh em thấy không? 00 là 2000 ha anh em ha. Rồi. Cho anh em coi một cái. Đây. 99 nè anh em thấy không? Đó. Về mặt hình thức bên ngoài cùi dĩa 99 và cùi dĩa 2000, để cái này em giải thích luôn để anh em mình khỏi tốn thời gian mà phải băn khoăn. Em nói với những anh em không biết nha. Về mặt hình thức bên ngoài, cùi dĩa 99 và cùi dĩa 2000 y chang, y ni và y xì và có thể thay thế cho nhau bình thường. Đó, với một điều kiện tiên quyết, có nghĩa là anh em thí dụ như bây giờ. Đây là một ống chỉ và một cục con của cái cục con trên anh em. Cái con trên của cùi dĩa 99 nè, cái này nó 99 đúng không? Nè. Cái này 99 đúng không? Cái con trên của cùi dĩa 99 đó nó lắp lên vô vậy nè. Đó. Cái ống chỉ này dưới nè, cái ống chỉ dưới nè. Cái ống chỉ này xỏ lên. Đó. Cái ống chỉ này xỏ lên đó anh em. Con trên ấp vô vậy là cái ống chỉ nó lòi lên vậy là xong. Đó anh em ha. Là xong. Nhẹ nhàng ha anh em ha, bật đạn nhẹ nhàng ha. Rồi. Còn anh em thí dụ như cái cùi dĩa 99 này, anh em không xài con, anh em không xài ống chỉ với lại con 99 thì anh em lấy con 2000. Anh em lấy canh trên 2000 nè. Canh cục canh trên 2000, tất cả đây đều là canh zin theo xe hết nha anh em. Em không xài canh lô nha. Đây, canh 2000. Anh em bỏ vô cái cùi dĩa 99. Rồi, anh em muốn úp xuống đây, anh em lấy cục canh 2000, cục canh dưới của cùi dĩa 2000 nè, anh em sọt vô. Anh em vẫn xài như zin bình thường, chẳng có khác gì nhau hết trơn nha anh em. Về mặt hình thức nha, nếu mình thay đổi con mình xài bình thường hết đó, em giải thích cho anh em khỏi phải băn khoăn. Năm cùi dĩa này tình trạng đúng zin theo xe hết. Đây nè, cái thứ nhất em vệ sinh sạch sẽ trơn. Nói chung năm cùi dĩa này, tại vì em hồi chiều em làm không kịp, cùi dĩa quay 110 thái là ở đây nè, nó đóng KFLF nè. Nếu mà anh em mà chơi xe mà anh em mà tìm hiểu kỹ nha, từng chi tiết anh em sẽ để ý. Em nhìn vậy, em nhìn chỉ cần nhìn chữ thôi là em biết 99 hay 2000 anh em tin không? Em không cần sắp theo thứ tự, bây giờ em xin đảo lộn tùm lum tùm la nè hết trơn luôn nè. Nó em xin đảo lộn gì đó, rồi em bóc lộn xà ngầu cái này đi. Ví dụ vậy đi. Là em nhìn chữ này là em biết cùi dĩa 99 hay 2000 nè. Nè. Cùi dĩa này 99 nè. Thấy không? Chính xác cho anh em. Đúng cùi dĩa 99 rồi anh em ha. Cùi dĩa 99 á, cái chữ KFLF này cái nét của nó sẽ lớn hơn và cái nét nó bự hơn cùi dĩa quay 110 thái đời 2000 nha anh em. Đây. Ở đây để em kiếm cho anh em coi cái cùi dĩa quay thái 110 đời 2000. Đây. Nó, anh em thấy rõ ràng không? Cùi dĩa quay thái 110 đời 2000 cái chữ KFLF nó sẽ mỏng hơn cùi dĩa 99 anh em ha. Và cái cùi và cái ốc cùi dĩa của tất cả các dòng quay thái 110 á là bốn con tán trên này nè. Đều là ốc có đóng chữ S hết nha anh em. Đều là ốc có đóng từ chữ S hết. Cái này mình nói thêm về vấn đề mà nó sâu xa đồ chơi, anh em mình cùng phân tích nhau chơi thôi. Chứ thực chất em nói thẳng với anh em, lắp vô nó chẳng quan trọng gì anh em thấy không? Ốc đều có đóng chữ S hết nha anh em. Và tất cả ốc trên các năm cái cùi dĩa này đều là ốc zin hết nha anh em, không lô một con luôn nha. Em đã kiểm tra rất kỹ rồi. Hôm nay nè là em có năm cái cùi dĩa này, tất cả là đúng cùi dĩa quay thái 110 theo xe hết. Báo giá anh em luôn, dù anh em lấy 99 hay 2000 em bán đồng giá 250 một cái. Nói thẳng với anh em, cùi dĩa này vệ sinh rất là cực, tại vì anh em biết cái điểm đó dầu nhớt nó bám vô chổng cứng nhất à. Em ngồi em móc từ cái khóe luôn á. Không phải mình kể công gì, nhưng mà sự thật là nó như vậy. Em vệ sinh sạch sẽ cho anh em hết, về chỉ lắp đúng quay thái 110 hết. 99 nè, bỏ ra đây ha. Đa số là 99 không à anh em. 2000 này có một cái 2000 nè, 00 nè, thấy không? Chín chín nè, nó
đúng cùi dĩa quay thái 110 theo xe hết, em bán bậy đâu nè, còn được lòi số 9 nè, 99 nè, nó 99 nè, 5 cái, 5 cái mà trong đó hết 4 cái 99, 1 cái 2000. 4 cái 99, 1 cái 2000. Nhưng tại sao là chỉ có hai cục con? Hai cục con, hai cái ống chỉ và hai cái con 99. Thì anh em nói chung em mua sao em bán vậy? Nó nếu mà anh em á, hồi nãy em có giải thích cho anh em nghe rồi. Con của 99 và con cùi dĩa 99 và cùi dĩa 2000 hình thức bên ngoài như nhau, chỉ có khác cục con thôi. Anh em chỉ cần nếu mà anh em xài xe 2000, anh em không thích đi ống chỉ, anh em không thích đi ống chỉ để cái lúc mà mình tăng cái bát tăng sơn này là không có bị chạy cái gấp đó, là mình chỉ cần lấy con 2000, mình chỉ cần lấy con 2000 là con trên con dưới đó, thì mình chỉ cần lấy hai cục con trên con dưới mình thay vô cùi dĩa 99 là xong đó. Thì tổng cộng của em có 5 cái đúng cùi dĩa quay thái 110 zin theo xe hết, trong đó 5 cái 99, 1 cái 2000. Nhưng mà em lại có hai cái hai cái ống chỉ, hai cái con trên của 99, là đồng nghĩa em sẽ bán chỉ em chỉ bán được cho anh em là hai bộ cùi dĩa 99 thôi, còn lại là ba cùi bộ cùi dĩa 99 mà xài con 2000 nó rồi em. Thì em bán nói chung ở đây anh em thích xài 99 hay 2000 gì cũng được, nhưng mà em bán không có có vụ mà 99 mắc hơn 2000. Em nói với anh em đồng giá quay 110 hết mà mình phải sao, tại sao phải đổi giá? Mình mua làm sao thì mình vệ sinh cho mình bán, cảm thấy có đồng lãi là mình chơi, mình không có cần mà phải gặp mấy thánh IC 9.9 rồi mắc rồi. Em nói thiệt, em quỳ em lại nè, một cái cùi dĩa nè, em đã vệ sinh tất tần tật cho anh em rồi, ốc là tán là nhẹ nhàng hết nghe anh em ngang, chứ không có vụ mà dặn cứng ngắc mà chợt găng này nọ là không có ngang. Em vệ sinh kỹ lắm rồi đó. Bạc đạn này em bao anh em là không bị lỏng lưng nha, tất cả các năm cái cùi dĩa này là bạc đạn không lỏng lưng, cứng ngắc luôn, và anh em về xài luôn được. Em rửa đúng là em có rửa nước thiệt, nhưng mà sau khi rửa nước xong là em rửa dầu lại, rửa dầu xong em lau chùi sạch sẽ lại, và em có xịt một miếng gì anh em biết không, xịt chai 3M đó, và em bôi miếng nhớt vậy rồi anh em an tâm đó. Tất cả bạc đạn là em bao anh em không lỏng lưng, cứng ngắc hết đó, về anh em yên tâm mà xài đó nè. Còn nước 3M nè, thử cùi dĩa thông phức sạch tưng rồi. 5 cái này mỗi cái 250.000, anh em nào mến hú em nha, 5 cái này là mỗi cái 250.000 nha anh em nào mến hú em, chào anh em nha. Cái vấn đề cùi dĩa 99 2000 là em đã phân tích cho anh em mình nghe kỹ lắm rồi đấy nha. Rồi chào anh em.